Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Diễm Dí Dõm Hôm nay mình rất vui khi quay trở lại kênh để chia sẻ cho các bạn nhiều mẫu nhà Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn và bà con Có nhiều khách là hỏi mình Chị ơi thiết kế nhà có diện tích nhỏ đi Thì hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nha Nhà này có diện tích là khá là nhỏ Với diện tích là ngang 5 dài 11 rưỡi nếu mà bỏ cái sân phơi phía sau thì chỉ còn lại là ngang 5 và dài 10 mét rưỡi thôi. Diện tích khá là nhỏ các bạn ha. Chỉ gần như là 50 mét vuông thôi. Và mình bố trí là một trệt một lầu các bạn nha. Nhà này là mình thiết kế trực tiếp cho khách ở Hồ Chí Minh. Bây giờ các bạn nhìn view phía trước của căn nhà ha nhà thiết kế là khá là đơn giản và hiện đại. Một trệt một lầu và một bên là sử dụng là cửa ra vào và một bên là cửa sổ, lan can đơn giản như thế này thôi các bạn ha. Thì mình ốp uh, gạch hoặc là đá hoa cương. Và đây là một trong những gợi ý của mình dành cho các bạn trang trí mặt tiền ở phía trước. Vì diện tích nhà nhỏ cho nên là mình không sử dụng sảnh mà sử dụng ba bậc cấp vào thẳng trong cửa phòng khách luôn. Một bên là cửa chính, một bên là cửa sổ và kèm theo bồn hoa như thế này các bạn ha. Ok các bạn hình dung ra không? Và đây là mô hình 3D của căn nhà các bạn nha. Mình xin ít phút để giới thiệu về công ty của bên Diễm nha. Thì bên mình là văn phòng kiến trúc sư nhà đẹp chuyên nhận thiết kế nhà ở trên toàn quốc các bạn nha. Xin phép xây dựng hoàn công xây dựng và thi công trọn gói tại Bình Dương. Mọi chi tiết thắc mắc các bạn gọi vào số hotline chín chín các bạn nha. Rồi không mất thời gian của các bạn, bây giờ mình sẽ đến vào mô hình 3D của căn nhà. Bây giờ mình sẽ vào bên trong không gian ha. Nhà này là được thiết kế với 3 phòng ngủ trên tầng lầu và một phòng ngủ tầng dưới như vậy là tổng cộng là có bốn phòng ngủ tại vì nhà này có đông con các bạn tuy là diện tích ngang năm dài mười mét rưỡi nhưng mà mình bố trí được là bốn phòng ngủ các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ đến tầng trệt đầu tiên đây là toàn bộ không gian của tầng trệt các bạn có thể hình dung ra là đầu tiên vào là phòng khách nè tiếp theo là phòng ngủ và bếp thì bố trí ở sau nhà Bây giờ mình sẽ chi tiết từng phòng các bạn ha. Đầu tiên là phòng khách nè. Thì phòng khách của mình có diện tích là 4m8 nhân cho 3m3 các bạn nha. Mình bố trí bộ ghế sofa ở vị trí này. Đó, đơn giản như thế thôi. Rồi, bức tường ở phía sau ghế sofa thì các bạn có thể là Xây tường 10, 20, rồi à, dán gạch trang trí như thế này. Hoặc không có dán gạch thì à, giấy dán tường. Và mình tạo điểm nhắn ở đây là một bức tranh phong cảnh to như thế này. Rồi, ok chưa? Hệ cửa ở đây là mình sử dụng là cửa nhôm sinh pha các bạn nha. Đó, hệ cửa như thế này. Rồi lối cầu thang là mình bố trí ở vị trí dọc nhà như thế này các bạn ha. Dọc nhà mà thuộc ở phía hành lang của căn nhà. Đúng ra là nhà lầu là mình thiết kế là 21 bậc thang, nhưng mà chủ nhà yêu cầu mình là thiết kế 17 bậc thang thôi. Thì nhà này mình sử dụng là 17 bậc thang các bạn nha. Phía dưới gầm cầu thang thì mình tận dụng diện tích để bố trí nhà vệ sinh dùng chung cho cả nhà ở tầng trệt như thế này đó mình mở cửa vào như thế này các bạn lưu ý là nền là các bạn thấp hơn nền của bên nhà để mà nước khỏi dâng ra ngoài ha rồi bây giờ mình sẽ đến phòng ngủ đầu tiên của căn nhà đây là vị trí của phòng ngủ mình sẽ mở cửa Vô phòng ngủ ở vị trí này. Rồi. Hướng đầu giường các bạn bố trí hướng đầu giường tựa vào bức tường này giúp mình nha. Diện tích phòng ngủ thứ nhất: ba m ba nhân cho hai m chín. Kế bên cửa sổ thì kế bên cửa ra vào thì mình bố trí cửa sổ như thế này thông ra lối hành lang cho thoáng và các bạn lưu ý là lối hành lang này có cửa toilet và cửa phòng ngủ các bạn không bố trí đối diện cho nên là mình bố trí theo lối xéo như thế này ha cửa phòng ngủ thì mở ra là đối diện với cầu thang không đối diện với cửa toilet như vậy là hợp phong thủy rồi ok bây giờ mình sẽ đến không gian phòng bếp và phòng ăn các bạn nha thì đây là toàn bộ không gian bếp và bàn ăn cơm của gia đình với diện tích là dài là ba m rưỡi và ngang là 5 m Rồi mình sẽ bố trí kẻ bếp hình chữ L như thế này các bạn nha. Bồn rửa thì mình để ở vị trí này. Và bên ngoài là mình có sân phơi 1 mét cho nên là mình có thể mở được cửa sổ ở vị trí bồn rửa này. Như vậy là khi mình vừa rửa chén mình vừa nhìn ra được không gian bên ngoài. Rất là mát và thoáng ha. Rồi vị trí bếp lò các bạn để ở hướng này dùm mình. bếp gần như là cũng gọi là bộ mặt của căn nhà các bạn cho nên là chủ nhà khá là đầu tư cho gian bếp này, có kệ bếp ở dưới, có kệ bếp ở trên, có lò sấy đầy đủ, rất là tiện nghi hiện đại các bạn ha. Rồi vị trí tủ lạnh các bạn có thể là để vị trí này. Các bạn lưu ý là khi mà tủ lạnh để cùng với uh, hướng bếp thì các bạn uh, cách cái không gian này ra ha. Thì ở đây mình có bố trí là tủ lạnh và bếp thì cách khoảng hơn 1 mét nè các bạn. Rồi, ở vị trí này mình sẽ đặt bàn ăn cơm các bạn nha. Ở bức tường này các bạn có thể là treo bức tranh để trang trí cho không gian của nhà mình thêm sinh động và đẹp hơn ha. nó khá là dễ thương và hiện đại các bạn. Rồi đây là bức tranh ha. Tiếp theo là sẽ là cửa ra xăng phơi. này mở cửa ra sân phơi các bạn nha. Sân phơi thì có nền là thấp hơn nền nhà của mình một chút. Rồi như vậy là giờ rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn công năng của tầng trệt. Bây giờ mình sẽ lên trên tầng lẫn các bạn ha. Thì trên tầng lẫn, trên tầng lầu của mình là được thiết kế là 3 phòng ngủ. Mình sẽ zoom nhỏ lại cho các bạn hình dung là bố trí phòng ngủ như thế nào ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi chi tiết đến từng phòng các bạn nha. Đầu tiên là mình lên cầu thang lối này các bạn. Đó, mình đi lên cầu thang tầng lẫn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đến phòng ngủ đầu tiên trên cái tầng lầu. Là phòng ngủ chính của ba mẹ. Cho nên là chủ nhà là có yêu cầu mình là thiết kế toilet trong trong phòng ngủ này. Thì phòng ngủ này có diện tích. Các bạn đợi mình xíu nha. Phòng ngủ này có diện tích là 4m9 nhân cho 3m3 là tính luôn cái toilet đó các bạn. Để mà chủ nhà tiết kiệm tối đa diện tích cho phòng ngủ thì chủ nhà đã yêu cầu mình là thiết kế như thế này. Hướng đầu giường để đây và bức tường này là có toilet và khi mà mình mở cửa toilet ra thì sẽ ở vị trí như thế này. Nếu mà chủ nhà không quá quan trọng về phong thủy á Thì có thể là bố trí như thế này để mà tiết kiệm tối đa diện tích các bạn nha Nếu mà các bạn chú trọng về phong thủy thì bỏ luôn toilet luôn Rồi như thế này các bạn ha Phòng ngủ này thì có thể ra phía hành lang bên ngoài nè các bạn Đó phòng ngủ này khá là đẹp tại vì có thể ra được hành lang ngắm gió ngắm cảnh ha rồi bây giờ mình sẽ đến phòng ngủ thứ hai trên tầng lầu phòng ngủ này thì có diện tích khá là nhỏ ba mét ba nhân cho 2 m sáu các bạn nha rồi mình sẽ mở cửa vào phòng ngủ ở vị trí này đó thì các bạn để hướng đầu giường tựa vào bức tường đây ha rồi kế bên thì bố trí tủ quần áo đơn giản như thế này thôi rồi bây giờ mình sẽ đến phòng ngủ thứ ba trên tầng lầu nha rồi mở cửa vô phòng ngủ rồi tương tự như phòng ngủ thứ hai thì các bạn để hướng đầu giường tựa vào bức tường này. Phòng ngủ này là được lợi là tại vì mình còn săn phơi phía sau cho nên là mình mở được cửa sổ nè. Đó, mở được cửa sổ ra phía sân sau nè. Ở sân phơi phía sau thì mình làm cái lam sắt và mình lợp để lấy sáng cho sẵn phơi như thế này các bạn nha, à, khá là an toàn rồi. rồi quay lại cái phòng ngủ thì à, nó được cái diện tích để tủ quần áo như thế này nữa 3 mét rưỡi nhân cho 4 mét các bạn nha. rồi ở trên tầng lầu thì có một toilet sử dụng chung ở phía ngoài hành lang như thế này các bạn đó mình sẽ bố trí cửa toilet ở vị trí này rồi ok các bạn như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn là thiết kế nhà nhỏ với diện tích là ngang năm dài 10 mét rưỡi chưa tính sân phơi còn nếu tính luôn sân phơi là dài 11 mét rưỡi các bạn nha nhà này là bộ, bố, bố trí là mái tôn các bạn nha đó bố trí mái tôn trong quá trình là các bạn xem video có gì thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới để mình giải thích cho các bạn hoặc là gọi vào số hotline 0932053399 hy vọng là video của mình sẽ hữu ích cho các bạn đặc biệt là các bạn ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện thuê thiết kế rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình các bạn nhớ cho mình một nút like một nút chia sẻ để tiếp tục ủng hộ mình nha cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại